Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi từ lâu được biết đến là vùng đất trù phú, thổ nhưỡng phù hợp, trồng được nhiều cây ăn trái nổi tiếng ở Nam Bộ. Thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật thu hoạch chôm chôm. Điều người dân phấn khởi là giá cả tương đối cao, vụ thu hoạch kéo dài đến giáp Tết Nguyên Đán. Từ sau rằm tháng 10 âm lịch, những vườn chôm chôm bắt đầu chín rộ và cho thu hoạch đến giáp Tết Nguyên Đán. Giá chôm chôm có giá từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng một ký, nên các nhà vườn phấn khởi. Gia đình ông Nguyễn Đăng Hiệp, thôn Đông Trúc Lâm, xã Hành Nhân, có vườn chôm chôm hơn 20 cây được trồng từ những năm 1995. Đây là vườn hiếm ở xã Hành Nhân, có gốc chôm chôm hơn 27 năm tuổi. Hàng năm đều cho thu hoạch trái. Đặc biệt, vườn chôm chôm của ông Hiệp không phun thuốc, trồng theo hướng an toàn. Ông Lê Quang Nhu, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Nghĩa Hành cho biết, vài năm nay trái cây huyện Nghĩa Hành được nhiều người biết đến nên đã tăng lượng tiêu thụ. Hiện tại, bưởi da xanh ở mức giá trung bình từ 35.000 đồng một ký, sầu riêng có giá từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng một ký, chuối ngự từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một buồng. Nhờ đó thu nhập người dân tăng lên, bình quân đạt 220 đến 240 triệu đồng một hecta, cải thiện kinh tế hộ gia đình. Mặc dù chưa đến tháng chạp nhưng nhiều vườn bưởi da xanh, sầu riêng không đủ hàng để cung cấp cho thương lái đặt trước, trong khi chôm chôm chỉ còn số lượng ít khi cận Tết.